Trời ơi, con chạy bơi bạo lực dữ vậy tí tí. Người ta không muốn học bơi mà con ép bắt người ta ghê quá. Kiểu này phụ huynh kiện người cá tiêu chết. Chết thằng nhỏ rồi. Hồi nhỏ tiêu chạy bơi con có như vậy đâu. Mà con chạy bơi giả mang thế tí tí. Thôi bó tay rồi. À, ghê quá, giống kiểu mấy bà bảo mẫu hành hạ trẻ em. Mẫu giáo bị đăng báo công an quá con ơi, dừng lại.